lý do anh đến Việt Nam làm gì? Để biến những giấc mơ hoang dại nhất của anh thành sự thật. À, họ vô tội, họ không có tội, thả họ ra. Tất cả phải giam họ ở phòng giam của chị em Bánh Bèo chứ. Cảm ơn hội. Khỏi đợi phòng, họ ở phòng này được rồi. Thấy họ gắn râu vô nhìn họ đàn ông ghê không? Ngoài bộ râu ra là không có cái gì là đàn ông. Sao họ lộ? Họ lộ chỗ nào? Chỉ điểm coi chơi. Ý. Anh thích anh chàng họa sĩ đó à? Họa sĩ nào? Trong ba chúng ta chỉ có Nam là kẻ không biết những gì đang diễn ra hàng ngày mà thôi. Nghe, nhìn con thấy không nói à, nhìn con thấy không nói à, con nghe, con nhìn, con thấy không. Có những chuyện mà người ta không muốn nói ra thì không có nghĩa là gian dối phải không? Kiểu này sao sống nổi hả hỏi? Cứu hỏi, Nam đi tè trước mặt hỏi kìa.